Xin chào các bạn. Hôm nay Thợ Đèn sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cuốn sách của tác giả Honda Ken. Cuốn sách này được xuất bản năm 2018, có tên là Dai Fugo Kara no Tegami. Thợ Đèn tạm dịch là những bức thư từ người ông triệu phú. Sau khi xuất bản thì cuốn sách này chỉ trong vòng một tháng đã bán được tới 70.000 cuốn và trở thành một trong những cuốn sách thành công của tác giả Honda Ken. Lúc đầu trước khi mua cuốn sách này thì Thợ Đèn đã nghĩ có thể đây là một cuốn sách viết về những bài học kinh doanh, bài học dạy cách làm giàu, bởi vì tác giả Honda Ken là người tiếp xúc với nhiều người kinh doanh trong giới thượng lưu. Nhưng thực tế khi cầm trên tay cuốn sách này thì Thợ Đèn nhận ra không phải là như vậy. Cuốn sách này bao gồm 9 bức thư của một ông cụ triệu phú. Ông đã để lại những lời khuyên chân thành cho người cháu của mình. Thay vì để lại tiền thì ông đã để lại cho người cháu cơ hội học được những điều quan trọng nhất trong cuộc đời. Người cháu trong cuốn sách này là một cậu sinh viên năm 2 đại học có tên là Sato Keisuke. Cậu quyết định đi một hành trình để tìm lại chính bản thân mình. Cậu đi từ Hokkaido xuống Kyoto, cậu bay qua Thái rồi tới Bhutan để truy tìm bí mật cuộc đời. Mỗi chuyến đi cậu mở ra một bức thư và để đọc và chiêm nghiệm lại những gì mà ông mình đã gửi lại cho mình. 9 bức thư đó lần lượt là ngẫu nhiên, quyết đoán, trực giác, hành động, tiền, công việc, thất bại, quan hệ con người và vận mệnh. Thợ Đèn thực ra là rất là thích tác giả Honda Ken, và trước đấy thì Thợ Đèn cũng có đọc nhiều tác phẩm của ông và nhận ra được nhiều điều trong cách suy nghĩ của tác giả. Thợ Đèn cho rằng những nội dung này có thể sẽ có ích không chỉ với Thợ Đèn và với nhiều người, đặc biệt là chúng ta có thể tìm ra được những gợi ý thú vị từ những từ khóa trong 9 bức thư kể trên. Nội dung cuốn sách này rất phong phú và khá là thú vị, có giá trị và có tính ứng dụng cao. Các bạn biết tiếng Nhật thì có thể mua sách gốc mang về đọc, còn những bạn mà công việc bận rộn không có nhiều thời gian để đọc sách, hoặc các bạn chưa quen với tiếng Nhật thì có thể theo dõi những video tới, Thợ Đèn sẽ chắt lọc những nội dung và chia sẻ tới các bạn nhé. Ok, và bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào những nội dung chi tiết trong cuốn sách này. Hôm nay thì Thợ Đèn sẽ giới thiệu với các bạn nội dung đầu tiên của cuốn sách, đó là bức thư có chủ đề ngẫu nhiên các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ một chút, tại sao bạn lại kết hôn với người hiện tại? Tại sao bạn lại làm công việc hiện tại? Hay là tại sao bạn lại có mặt ở đây ngày hôm nay? Tại sao trong hàng tỷ những video trên YouTube mà bạn lại vô tình ghé thăm một kênh YouTube còn mới toanh như Nomadas? Cũng có thể đó là những điều ngẫu nhiên, nhưng sự ngẫu nhiên đó là kết quả của một chuỗi những ngẫu nhiên khác, và mọi thứ đang xảy ra đều chỉ có một mục đích, đó là cung cấp cho chúng ta những gợi ý để đưa chúng ta tới hạnh phúc mà thôi. Đây cũng chính là một trong những lời nhắn của tác giả mà Thợ Đèn cũng rất là thích các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cùng đi vào luận điểm đầu tiên của cuốn sách, đó là không có sự ngẫu nhiên. Nhiều điều chúng ta trải nghiệm, những người chúng ta gặp tưởng là ngẫu nhiên, nhưng khi chúng ta nhìn lại thì đó lại không phải là sự ngẫu nhiên các bạn ạ. Sẽ cần có một chút thời gian để chúng ta nhận ra những điều tưởng là ngẫu nhiên không phải là ngẫu nhiên. Đó là khi chúng ta có thể bình thản và nhìn lại mọi thứ, chúng ta sẽ nhận ra những điều ngẫu nhiên. Tại thời điểm hiện tại, nó có thể là những chấm, những điểm, nhưng chúng sẽ được móc nối lại với nhau để tạo thành những đường thẳng. Rồi các đường thẳng lại được kết hợp với nhau tạo thành một mặt phẳng. Các mặt phẳng được ghép lại với nhau để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Bức tranh hoàn chỉnh đó chính là cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không thể điều khiển được những kết nối đó, nhưng cách chúng ta hành xử trước mỗi sự ngẫu nhiên mà cuộc đời mang lại sẽ ảnh hưởng tới sự xuất hiện của những ngẫu nhiên tiếp theo các bạn ạ. Đây là một trong những luận điểm mà Thợ Đèn khá là thích. Ok, và bây giờ chúng ta cùng đi vào luận điểm thứ hai, đó là ngẫu nhiên chính là thiệp mời từ cuộc sống. Ngẫu nhiên là thiệp mời từ cuộc sống, điều này có ý nghĩa là như thế nào nhỉ? Điều này có nghĩa là những gì xảy ra trong cuộc sống, đó là những gì tạo hóa cuộc sống muốn chúng ta nhận ra. Khi mà cuộc sống muốn chúng ta nhận ra một sự ngẫu nhiên nào đó, thì những dấu hiệu của sự việc xung quanh sẽ xuất hiện trước bạn tới 2-3 lần. Người kém là người khi mà cơ hội có tới nhiều lần đi chăng nữa cũng không hề nhận ra. Còn người bình thường thì cơ hội tới 2-3 lần mới nhận ra. Còn những người có trực giác tốt thì là họ có thể nhận ra được cơ hội ngay cả khi cơ hội đang trên đường tới với họ. Và khi cơ hội đã tới rồi thì họ vồ lấy ngay và không để chúng thoát. Mọi thứ sẽ đến với bạn tại thời điểm phù hợp nhất, kể cả những người cần gặp, những cuốn sách cần đọc
và những việc mà bạn cần phải gặp, chúng cũng sẽ đến với bạn những thời điểm phù hợp nhất với bạn các bạn ạ. Khi tạo hóa đã gửi thiệp mời tới chúng ta thì không có lý do gì mà chúng ta không mở thiệp. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể vồ lấy sự ngẫu nhiên và nhận ra những ngẫu nhiên đó là sự cần thiết để tạo nên bức tranh của cuộc đời mình? Bữa nọ bạn đi nhà sách, đọc được một cuốn sách hay. Hoặc là một ngày nọ bạn vô tình gặp lại một người bạn cũ tại Tokyo mà cả chục năm nay bạn không hề liên lạc. Bạn được phân vào một nhóm với những người và đồng nghiệp cũng như người sếp hiện tại. Bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi cho bản thân mình, tại sao bạn lại gặp họ, tại sao lại vào thời điểm này, hay tại sao lại ở nơi này hay chưa? Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ, trong hơn 7 tỷ người, nếu dành ra cả cuộc đời giả sử bạn sống được 80 tuổi, để đi gặp gỡ họ, bạn không ăn không ngủ, thì thời gian cho mỗi người mà bạn gặp chỉ có thể là 0,3 giây mà thôi. Vậy nên, những cuộc gặp gỡ, dù ngắn dù dài, ắt hẳn chúng phải có một lý do gì đó. Có những người mà bạn đã dành lớn thời gian để làm việc với họ, sống cùng với họ thì chắc chắn họ đang mang đến cho bạn một thông điệp gì đó. Vậy làm thế nào để mở cái thông điệp đó và đọc lấy chúng? Câu trả lời đó là luôn luôn suy nghĩ để trả lời cho câu hỏi tại sao lại là lúc này, tại sao lại là người này và tại sao lại là nơi này. Bạn có thể hỏi chính mình hoặc tìm kiếm thông tin từ họ một cách dai dẳng các bạn nhé. Một cách dai dẳng có nghĩa là bạn sẽ tìm kiếm những câu trả lời, tìm kiếm được những thông tin từ bản thân họ cho tới khi bạn nhận ra những thông tin đấy là những thông điệp mà tạo hóa mang đến cho bạn các bạn ạ. Ví dụ bạn có thể hỏi gần đây công việc thế nào, có đi đâu xa không, hay có đang làm tham gia một dự án thú vị nào không. Nhiều khi từ những câu trả lời của họ mà bạn có thể tìm thấy những điểm móc nối và thậm chí nó sẽ sáng lóe ra trong đầu bạn và bạn có thể hành động một thứ gì đó từ những câu trả lời như vậy. Bạn hãy dai dẳng để tìm lấy thông điệp, đừng để họ ra đi khi mà bạn chưa tìm thấy điều gì các bạn nhé. Ngoài ngẫu nhiên ra sẽ cần tới một chút trực giác và sự quyết đoán thì chúng ta mới có thể quyết định được là tô điểm màu ở đâu, tô điểm màu như thế nào lên bức tranh cuộc đời của mình. Nhưng trước đó chúng ta cần phải luôn suy nghĩ tại sao lại có sự ngẫu nhiên này. Và khi tìm được những thông tin cần thiết, chúng ta sẽ biết cách để móc nối chúng lại với nhau thành từng phần trong một bức tranh tổng thể cuộc đời của chúng ta. Có những trường hợp bạn không thể tìm ra được câu trả lời, cho dù đã suy nghĩ hoặc là cũng đã hỏi nhiều. Như vậy cũng không sao các bạn ạ. Trong trường hợp này thì bạn có thể để cái tấm thiệp đó vào một hòm thư mà tự đèn gọi là hòm thư chưa xử lý. Có thể một vài tháng sau, cũng có thể một vài năm sau, hoặc cũng có thể là trong một biến cố nào đó, bạn sẽ tìm ra được, hóa ra sự gặp gỡ này là có một sự sắp đặt gì đó, và khi đó bạn sẽ nhận ra đó là một trong những điểm chấm mà bạn sẽ cần phải coi trọng trong cuộc đời này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào luận điểm thứ 3, đó là không phán đoán sự tốt xấu của ngẫu nhiên tại thời điểm hiện tại. Có những ngẫu nhiên mang đến cho chúng ta những điều tốt đẹp, nhưng cũng có những ngẫu nhiên không tốt đến với chúng ta. Chẳng hạn vô tình bạn được một người bạn giới thiệu và kết hôn với người vợ hiện tại, nhưng cuộc sống hôn nhân thì thực ra không được thuận buồm xuôi gió cho lắm và hai người đã phải chia tay. Thực ra các bạn ạ, ngẫu nhiên tốt và ngẫu nhiên không tốt xảy ra theo tỷ lệ 50-50. Nếu mọi sự ngẫu nhiên đều tốt đẹp thì cuộc sống này cũng thật là nhàm chán. Nhưng nếu mọi sự ngẫu nhiên nó đều là những điều không tốt đến với bạn và chúng như muốn dồn bạn đến chân tường thì cuộc đời này quả thật là rất là khó khăn. Nhưng thực tế thì không phải tất cả mọi sự ngẫu nhiên nó đều chỉ đi theo một hướng đâu các bạn. Nó được phân đều ra 50-50. Chẳng may nếu như bạn gặp phải những điều ngẫu nhiên không tốt thì bạn hãy để tạm chúng vào hòm thư chưa xử lý các bạn nhé. Và các bạn đừng phán đoán ngẫu nhiên đó là tốt hay xấu tại thời điểm hiện tại. Để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về cuộc đời của chính mình, cần có những điểm sáng nhưng cũng cần phải có những điểm tối. Và chúng ta chỉ có thể nhìn thấy giá trị của chúng khi chúng ta có thể hình dung ra một bức tranh hoàn chỉnh mà thôi. Nếu gặp phải ngẫu nhiên không tốt, điều quan trọng là chúng ta cần phải giữ được tinh thần hiện tại và vui vẻ tiến về phía trước. Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì luôn giữ được tâm thế bình thản là điều vô cùng quan trọng các bạn ạ. Chúng ta có thể coi là người họa sĩ để vẽ lên bức tranh của cuộc đời mình. Tạo hóa sẽ mang đến cho chúng ta vô số những điểm màu ngẫu nhiên. Điểm màu đó có thể là điểm màu sáng, có thể là điểm màu tối tại mỗi thời khắc của mỗi thời điểm hiện tại.
điều chúng ta có thể làm đó là nỗ lực hết mình để chọn lấy, vồ lấy những điểm màu và tạo ra những kết nối của chúng với nhau. Từ những kết nối đó, tạo hóa sẽ tiếp tục mang tới cho chúng ta những ngẫu nhiên tiếp theo và sẽ lại có những kết nối mới được tạo ra cho tới khi chúng ta hoàn chỉnh bức tranh của mình. Dù đó là điểm đen hay điểm sáng, kết quả cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy khi chúng ta có bức tranh tổng thể. Bởi vậy, hãy cùng nhau sống hết mình để tham gia vào cuộc chơi, đi tìm ngẫu nhiên trong cuộc đời của chính mình các bạn nhé. Như vậy, hôm nay Thợ Đèn đã chia sẻ với các bạn nội dung của lá thư đầu tiên về chủ đề ngẫu nhiên với 3 luận điểm chính như sau. Thứ nhất, đó là ngẫu nhiên không phải là sự ngẫu nhiên tuyệt đối. Mọi ngẫu nhiên được tạo ra từ vô số những điều tất nhiên. Điểm thứ hai, đó là ngẫu nhiên là thiệp mời từ cuộc sống. Chúng ta cần phải dai dẳng để tìm kiếm câu trả lời tại sao lại là lúc này, tại sao lại ở đây và tại sao lại có cuộc gặp gỡ này để mở thiệp mời và tìm kiếm thông điệp các bạn nhé. Và luận điểm thứ ba, đó là không phán đoán sự tốt xấu của ngẫu nhiên tại thời điểm hiện tại. Hãy cất chúng vào hòm thư chưa xử lý, giữ tâm trạng tích cực để sống với hiện tại. Khi bức tranh tổng thể đã được hoàn chỉnh, chúng ta sẽ nhìn ra giá trị thực của cả điểm sáng và điểm tối. Trong video tiếp theo, Thợ Đèn sẽ giới thiệu với bạn lá thư về quyết đoán các bạn nhé. Nếu bạn ngẫu nhiên bắt gặp video này nhưng lại nghĩ rằng có những video tiếp theo có thể có ích cho bạn, hãy subscribe để Nomura sẽ gửi tới các bạn những nội dung mới nhất về những cuốn sách hay của Nhật các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn sách tiếp theo. Mata aimasho.